bạn mà mình lắp bộ cực dương lên xuống kính của con Nissan X Trail, khi khóa xe thì cũng sẽ tự động lên. Khi các bạn muốn cho kính xuống thì mình cho nhấn mở, đóng, mở. Chúng ta sẽ tự động xuống. Và khi mình muốn cho kính lên thì mình sẽ ấn 2 lần đóng.